Và em xin tự giới thiệu thì em tên là Thành Đạt, sinh năm 2000. Và trời run run quá. 2000 là 23 tuổi. Rồi Thành Đạt, hãy giới thiệu bài hát của mình đi nào. Bài hát mà chắc là mọi người, để mà mọi người biết đến em nhiều hơn, thì chắc có lẽ là ca khúc được mang tên đó là Sao Cũng Được ạ, của nhạc sĩ Đông Thiên Đức ạ. Biết không mà vỗ tay dữ vậy. Đào hát điệp khúc nghe xem nào. Tha yêu lấy một người bình thường, để đem về thì thầm nhớ thương, mặc cuộc đời này sao cũng được. Đó. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ song ca với ba nhân vật bí ẩn.